tầng 35, sân vườn, ông chú ở penthouse. Cạn ly vì sự vinh quang của Hera. Cung điện Hera của chúng tôi là nó không phải ai cũng tới được đâu. Nhất định sẽ cho con sống ở đây, dù cho mẹ phải bán một nửa trái tim của mình đi chăng nữa. Không thấy tội lỗi hay sao? Em và cô ta, một trong hai người phải chết. Tôi sẽ phải tham vọng nhiều hơn nữa. Căn hộ tầng 85 cô sống, những thứ mà cô đang có, và cả những thứ cô đã cướp của tôi. Đồ ăn cướp. Cuộc chiến thượng lưu phần 1, 21 giờ tối nay trên kênh HTV2 V Channel. Đều là giả dối hết. Trong kế hoạch của tôi bao gồm cả con gái của cô đó. Cô nói với con là cô vô tội mà, sao lại sợ bị lộ vậy hả? Đây là cái giá của sự phản bội. Anh đã xử con bé đúng chứ? Trong trái tim tôi, cô đã không còn vị trí nào. Tên cặn bã này, phải giết chết hắn. Cuộc chiến thượng lưu phần 2, lúc 21 giờ từ ngày 16 tháng 5 trên kênh HTV2 V Channel. Tao nhất định phải tự tay giết chết mày. Tôi nhất định khiến cô phải hối hận. Chính cô đã hủy hoại con gái của tôi. Tôi không thể nào tha thứ cho cô ta, không bao giờ. Rồi bọn họ cũng sẽ biết địa ngục là như thế nào. Cô đang cầu xin tôi giết chết cô chứ gì? Cuộc chiến thượng lưu phần 3, lúc 20 giờ 45 từ ngày 20 tháng 6 trên kênh HTV2 V Channel.